Ra vườn cam xem có cam chín. Nắng này anh lo cái này có lấy được không? Có, đi thử nắng được đỡ rồi. Nó chỉ như này thế thôi nhưng mà nó bong hết lớp kia ra rồi. Em nấu thịt cắm lợn nữa. Cân lợn đây you
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cam này ngọt mà không chua đâu. Ai ơi, chẳng thấy giá. Dạ, cháu đi về. 3 ngày rồi. Cháu đi về ạ. Lúc nãy con cháu bảo là thế lấy đi bán thì trời nó về. Chắc là nó không chừng nó không về. Oh.
Rửa chân tay rồi mới ăn cơm á. Còn hai quả nữa.
nấu cho bà con với cả nước đá. Nước đá, nước đá. À, ngon rồi. Không ăn nữa à? Ăn rồi đi. Có bổ để chữa. Con kia mới đẻ, mới nở. Mới nở. Nội tan này có cái cua nè. Muốn cho tóc cua, mai đi bán được.